Bây giờ ba với Tommy sẽ chơi một cái trò gọi là cái trò thử thách Tommy xếp hình nha. Chịu không? Rồi bây giờ ba thảy cái nào vô là Tommy sẽ sắp cái đó. Ok không? Tommy đang làm gì vậy? Con đang xếp cho đúng đúng. Ủa cái này mực có ai dạy cho con không? Không ai dạy cho con hết đó hả? Mà sao con xếp được? Cái này ai mua cho con vậy? Mẹ mua hả? Hồi nhỏ mẹ không đi mua. Hồi nhỏ mẹ mua hả? Giờ tao đi lớn kêu mà hồi nhỏ mẹ mua. Giờ tao đi có lớn kêu mà tao đi nói là hồi nhỏ mẹ mua. Cái trái đó là trái gì? Trái đó là trái. Trái này trái đu đủ sai rồi. Rồi sắp lại coi sao nào. Cái này ở trong trường con có được chơi không? Không. Không có hả? Chỗ này ai dạy cho con biết sao? Sai rồi. Rồi cái đó gắn ở đâu nữa? Sai rồi. Sao không? Sai. Chính xác luôn. Rồi sao nữa? Đúng rồi, hay quá. Cái này mẹ mua về có dạy cho con gắn không? Có. Có không? Dạ có. Thông thường một cái gì con gắn mất hết bao lâu? Làm nhanh không? Ôi sắp xong rồi. Yeah, còn một cái cuối cùng luôn. Tommy giỏi quá. Đâu con cầm lên coi. Thấp xuống xíu rồi. Wow, giỏi quá. Rồi đâu con quay lại coi. Xoay lại. Xoay ngang lại. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Giỏi quá, bữa nào con nói mẹ mua cho con cái miếng khác nha. Chịu không? Cái bảng khác á, cái bảng trái cây khác hoặc là con khác á, tụi con chơi con chịu không? Con thích hai cái nào mà giống nhau. À giống vậy hả? Rồi mua cái nào? Mua cái này nè. Ok. Cái bảng này. Bây giờ ba với Tommy sẽ chơi một cái trò gọi là cái trò thử thách Tommy xếp hình nha. Chịu không? Rồi bây giờ ba thảy cái nào vô là Tommy sẽ sắp cái đó. Ok không? Rồi bắt đầu nha. Đây. Bắt đầu. Tăng tăng tăng. Ôi, lộn lộn. Lẻ mới được nha. Được chưa? Đây. Đốc lũ nó ra. Đây. Được không? Đâu chỗ nào? Đây. Áp lực lên dần từ từ. Đây.
Không sao. Không sao hả? Vậy ba sẽ làm nhanh hơn xíu nữa. Đây, ấy lộn. Được chưa? Đây. Ba sẽ thử thách Tommy nha. Đây. Kim miếng nào khó khó coi. Ba phải kiếm miếng nào khó khó và thảy vô cho Tommy mới được. Đây. Tommy là không kịp rồi. Đây. Được không? Đã hết luôn. Hết chưa? Ủa? Ủa? Sao ngớ rồi? Rồi, quay ngớ lại. Ngớ lại, quay ngớ lại. Đúng rồi, quay ngớ kia. Đúng rồi. Rồi, xuống kia chưa? Đây, đấy, bàn tay mày. Trong luôn. Đây luôn. Được kịp với ba không nhiều. Được chưa? Đây luôn. Trong nó kiếm cái nào cũng khó cả. Đây luôn. Nó lẻ lẻ vậy. Bà kiếm cái nào cũng khó thấy chưa. Đây luôn. Đây luôn. Tôi không kịp đây rồi. Rồi bể cái đó luôn. Cẩn thận nó méo chứ. Lộn rồi kìa, ba thấy có lộn một chỗ rồi kìa. Lộn miếng ra này. Đây luôn. Rồi. Sai rồi. À đúng rồi. Đây luôn. Đây luôn. Gặp chính xác không? Hay vậy? Đây luôn. Nào, đúng không? Đây luôn. Sắp hết rồi. Đúng không? Nào. Đây luôn. Đúng không ta? Gáp đúng không ta? Đây luôn. Chưa? Còn thấy miếng nào không? Chính xác chưa? Đâu, rồi. Rồi, ok. Tạm ổn. Được rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi, ok. Được rồi, được rồi. Không phải, không phải. Quay lại cho nó đúng cái chữ đồng phải không? Ủa không phải ở gì hết trên
quay lại, xoay lại, xoay lại, xoay lại, xoay lại, xoay lại, xoay lại, cái đó xoay lại mới đúng. Cái đó đâu nghe gì nữa. Đúng rồi, rồi còn miếng nữa, miếng nữa. Nước, nước. À, bị lộn miếng kia rồi. Cái miếng mình bị lộn rồi nè. Miếng bị nhầm rồi. Rồi, gáp sao, miếng nó gáp sao. Không phải. Gáp sao đâu. Rồi, cái miếng nó đúng rồi. Còn hai miếng nó gáp sao cho chính xác. Còn hai miếng á, nhắn là quay lại. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Ủa? Như vậy miếng nó đâu có đúng. Miếng bị sai rồi, ta miếng ghép sai chỗ nào rồi. Sai rồi, đúng không? Sai chữ strawberry nè. Đúng rồi, cái miếng đu đủ nó bị sai đó. Đúng rồi. Tommy đã phát đúng rồi, Tommy đã phát hiện miếng sai. À, quay lại sao đúng rồi, sao sao đúng. Đúng rồi, chính xác, yeah, đâu bà kiểm tra coi. Rồi, đưa bà kiểm tra coi. Này, buông ra coi, ra bà kiểm tra. Quay gì, bà mới kiểm tra rồi. Rồi, quả sung. Đúng nè, quả cam. Đúng nè. Quả dâu nè. Đủ quả dâu. Quả dâu tiếng Anh là gì? Bao quên rồi. Dâu quả gì? À, strawberry đúng rồi. Quả strawberry. Quả cam. Quả cam là orange. À, orange đúng rồi. Còn quả xoài. Peach. Mango. Mango. Rồi, ok, nhìn chung là Tommy làm đúng hết rồi. Quả còn cho. Quả này quả gì? Quả đó hả? Quả sung. Quả sung. Đây là gì? Fig. Goose. Goose. Đúng rồi. Còn quả đu đủ là papaya. Papaya. Quả dừa. Quả dừa hả? Coconut. Coconut. Phải không? Rồi bây giờ Tommy sẽ thử thách ba là Tommy thảy vô và ba làm đúng không? Đúng không? Ok. Rồi bây giờ con thảy vô đi. Miếng nào? Miếng nào đi? Đi đây. À. Ủa, khó quá. Đây. Rồi miếng nào nữa? Này, chết một khó quá. Rồi đây. Không. Không, không phải. Thì kệ ba, để nó ba làm. Rồi, ba để đây nè. Rồi, miếng nào nữa? Này phải không? Là miếng này gì? Thử thách ta nghe. Ok. Thử thách thì không phải giả. Rồi, ok. Này. Này. Này.
Đây. Đây nè, đây. Rồi, đây luôn. Đây nè. Đây. Đếm nước nét đầy. Đây. Tâm mì thử thách 3 đúng không? Chưa, đây đây. Đây, chưa phải. Đây. Ô, phải luôn. Đây. Bay nè. Đây, miếng này. Miếng này. Đây, thấy chưa? Bà hay không? Thấy ba giỏi không? Đây, thôi ba xuất sắc luôn. Này, quả ốc chó. Đây, thôi ba hay quá. Đây, thôi ba hay quá. Đây, đúng rồi, 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 của ba, để lên cho ba. Đây nè. Thấy ba giỏi không? Đây, ba dòm là ba biết ở đâu có liền. Còn cái này, quả đu đủ. Không, không, sai, sai, sai rồi. Đây, đúng rồi. Đây. Đây nữa nè. Thấy ba xuất sắc chưa? Này là gì đây? Quả đu đủ. Đu đủ. Đây, chỉnh xe. Xem quá luôn nè. Miếng cuối cùng. Yeah, ba đã thành công rồi. Mình chơi tiếp lại đi ba. Hả? Mình chơi tiếp lại. Mình chơi tiếp lại hả? Bây giờ con thử thách ba rồi, ba thử thách con rồi. Vậy chơi sao? Dạ ba thử thách con biết con làm nhanh lắm. Rồi ok. Một phát là xong.